Xin chào, mình là Linh và các bạn đang xem kênh YouTube Linh Lớp Lánh. Ở đây mình sẽ nói về những quyển sách mình cảm thấy thú vị. Và hôm nay thì không chỉ có một mình mà còn có một khách mời vô cùng đặc biệt, một diễn viên, MC cũng đồng thời là người sáng lập của Phục Hưng Books, Thái Minh Châu. Chào chị Linh, cảm ơn tất cả mọi người. Nghe những cái chức danh thật là xa lạ chứ. Em chỉ là một người bạn của chị thôi mà. Ngày hôm nay mình có mặt ở đây với vai trò là một người bạn của chị Linh, một người rất là hâm mộ kênh BookTube của chị và hành trình mà chị đang trải qua rất là thú vị và rất là vui gặp mọi người ở đây. Hôm nay thì hai chị em sẽ phối hợp và làm một cái bộ review đôi. Thì cái quyển sách mình sẽ giới thiệu đó là Tâm lý học đám đông của một nhà tâm lý xã hội, Gustave Le Bon. Không biết đọc đây có đúng không? Là khá là người Pháp đó. Tại vì nghe chị review cuốn này cho nên là trong tất cả những cuốn sách mà em đã xuất bản thì chỉ có cuốn này là con nghe có vẻ deep để cùng có thể tham gia với chị thôi. Đó là cuốn Bàn Anh và Phượng Hoàng, tự truyện của Hoàng Thùy Linh. Chị có nghĩ là cái cuốn tự truyện này và cái cuốn Tâm lý học đám đông này sẽ có những cái điểm tương đồng không? Như một cái lý thuyết, một cái là thực tế. Thực ra là quyển này chị cũng có đọc rồi và chị cũng đặc biệt thích. Và tình cờ là chị đọc quyển này, quyển Tâm lý học đám đông trước, sau là chị đọc đến tự truyện của Hoàng Thùy Linh. Thì chị thấy là mặc dù là hai cuốn nó viết thời đại cách nhau khá xa nhưng mà nó có một cái sự bổ sung cho nhau rất là lớn. Cái cuốn này thực sự là một cái quyển nêu ra cái lý thuyết và nó hoàn toàn giải thích được cái hiệu ứng của đám đông trong cái câu chuyện của Hoàng Thùy Linh diễn ra sau 2 thế kỷ ở một đất nước rất xa nước Pháp. Mặc dù là em chưa đọc cuốn này nhưng mà thật ra đó cũng chính lý do tại sao em tham gia cái này, để em nghe chị review cho em được biết. Nếu như bây giờ mà chị nói về cái quyển sách Tâm lý học đám đông và em sẽ xem những cái điểm chị nói, có cái nào mà nó thể hiện được những cái tình huống hay là những cái mạch đã xảy ra trong câu chuyện của Hoàng Thùy Linh thì em có thể tham gia với chị được không? Chị thấy như vậy là rất hợp lý luôn á. Thì cái quyển Tâm lý học đám đông này nó thú vị ở ngay chính cái trọng tâm nghiên cứu của nó. Thì tác giả lựa chọn đám đông, xem đám đông như một cái thực thể riêng biệt, nó có tâm hồn và trí tuệ. Thông qua cái việc mà quan sát những cái đặc tính của cái đám, những cái đám đông này để rút ra những cái điều tại ví dụ như là đám đông bị lôi kéo bởi cái điều gì, đám đông tư duy như thế nào và hành động như thế nào. Tại sao chị lại gọi đám đông là một thực thể ha? Không phải chị gọi mà là tác giả. Ông xem đám đông như một thực thể bởi vì là cái đám đông là một cái nhóm người, họ có cùng một cái phản ứng đối với một cái vấn đề, một cái hiện tượng. Như vậy nếu mà 10 người cũng như một thì có khác gì một người đâu. Vậy thì tác giả có giải thích là vì sao mà đám đông lại có cùng một kiểu tư duy, một kiểu hành động không chị? Mấu chốt ở chỗ là đám đông sẽ tư duy bằng hình ảnh. Đó là những cái hình ảnh này á, thường nó sẽ mang một cái thông điệp, mang cái tính ám thị ở trong đó. Và cái sự ám thị đó nó sẽ tác động đến tư duy của những cái cá nhân nằm trong cái đám đông đó và tạo cái động lực để cho họ hành động một cách vô thức. Giống như kiểu mà chị em mình đang đám cưới ở cái thời buổi này á, nó sẽ là một cái bàn tiệc gồm rất là nhiều những bà mẹ bỉm sữa than thở cái chuyện là lấy chồng có con nó cực khổ như thế nào, nhưng mà rồi kết thúc vẫn cứ chục tiệc như một. Chừng nào lấy chồng. Đúng luôn, đây là tâm sự của những cô nàng gần và ngoài 30 như chúng ta, đúng không? Nói chung là một cái hình ảnh về một cái gia đình đó thì nó sẽ giống như kiểu là nó sẽ được đóng khung trong một cái mô típ, một cái khung hình, đó là bố mẹ và con cái, và một gia đình chuẩn mực đó là có 2 đứa con. Và cái thông điệp ám thị nằm ở đây đó chính là trai gái đến tuổi thì là dựng vợ gả chồng, sinh con đẻ cái là một chuyện thuận tự nhiên. Vấn đề là những cái cặp trai gái này á, khi nằm giữa cái dòng người ùn kết hôn đám cưới thì xong, bỗng nhiên cho dù có thể là lúc đó họ, cái suy nghĩ của họ cũng như là cái tình cảm của họ nó có thể là chưa đủ chín mùi, nhưng mà họ vẫn quyết định là đi theo dòng người làm cái chuyện thuận tự nhiên cưới, tự nhiên có con, tự nhiên khổ, xong rồi cái tự nhiên cũng muốn mọi người khổ giống mình. Và chị thấy là cái câu chuyện của Hoàng Thùy Linh hình như là nó cũng rất là giống với lại là cái tình huống đi đám cưới này, đúng không? Cụ thể thì chị thấy như thế nào mà giống? Thì chị nhớ là trong cái câu chuyện này của Hoàng Thùy Linh thì Hoàng Thùy Linh trong cái thời điểm đó là đang đóng một cái vai, đảm nhiệm cái vai Nhật Ký Vàng Anh. Thì
cái thời điểm đó, khi mà cái video của Hoàng Thùy Linh, cái video cảnh nóng của Hoàng Thùy Linh bị phát tán ở trên mạng á, thì cả cái đám đông xúm vào phê phán ném đá cổ, mặc dù là cổ là nạn nhân mà. Ừ. Ai cũng biết cổ là nạn nhân hết, nhưng mà vẫn cứ yêu cầu cô phải xin lỗi, yêu cầu một nạn nhân xin lỗi và ném đá một nạn nhân 19 tuổi như vậy. Em có cảm thấy là cái chuyện đó nó rất là kỳ cục không? Thực ra đám đông lúc đó là bị chi phối bởi cái việc là cô đang đóng một cái vai rất là một nữ sinh, nói những cái câu chuyện rất là đúng với cái độ tuổi đó. Tức là mọi người mặc định cái độ tuổi đó là phải như vậy, và cô đang là đại diện cho cái độ tuổi đó. Bỗng dưng cô lại xuất hiện với một cái hình ảnh hoàn toàn khác ở một cái giai đoạn mà người ta cho rằng nó là một độ tuổi phải hoàn toàn khác chứ không phải độ tuổi của cô. Đã vậy cô lại còn đang rất là nổi tiếng với hình ảnh ngây thơ thánh thiện, nhưng trong cái những cái hình ảnh đó cô lại thể hiện ra một cái khía cạnh hoàn toàn khác của mình. Cho nên là lúc đó thực ra ngay chính chúng ta trong cái đám đông nó cũng không biết mình phải làm gì hết, bởi vì đám đông kia quá mạnh và chúng ta không thể nào mà giữ được cái suy nghĩ này của mình. Có phải là phải trải qua đến 10 năm đến bây giờ thì chúng ta mới có thể ngồi đây và nói về chuyện đó một cách rất là bình tĩnh và thấu cảm như vậy hay không? Đúng là cái thời điểm đó thì chị không phải là người hâm mộ của Hoàng Thùy Linh, tuy nhiên là em út của chị thì rất là ngưỡng mộ Hoàng Thùy Linh và cũng cảm thấy thời điểm đó cũng cảm thấy rất là thất vọng. Và sau này khi mà chị đọc lại những cái lời bình luận của mọi người vào cái thời điểm đó thì vẫn thấy một cái cảm giác rất là nặng nề. Họ không chấp nhận được cái việc mà Hoàng Thùy Linh đã làm, nó là ảnh hưởng đến cái nhân vật Vàng Anh. Nhưng mà cái chuyện nhân vật trong phim là một chuyện, và cái chuyện con người sống ở ngoài đời nó là hai chuyện khác nhau. Ngoài đời Hoàng Thùy Linh đã đủ tuổi rồi mà. Đúng rồi. Tại sao lại ném đá cổ? Và chưa gì làm ảnh hưởng đến cái hình tượng của cái nhân vật đó. Và khiến cho Hoàng Thùy Linh trải qua một cái khoảng thời gian chị thấy là phải nói là cực kỳ khó khăn. Đúng rồi. Và cảm thấy là cũng không đáng để bị như vậy, đúng không? Cô ấy thật sự là một tài năng. Ở ngay thời điểm đó và đến tận bây giờ thì cô ấy đã chứng tỏ được cái năng lực của mình. Minh Châu nhớ là trong suốt cái quá trình mà Hoàng Thùy Linh vươn lên đó, không phải là ai cũng quay lưng lại với cô đâu. Cũng có những người giang tay ra giúp đỡ, cũng có những cái tiếng bênh vực cô, nhưng mà nó bị chìm ở trong cái đám đông đó. Đúng rồi, bởi vì là cái thời điểm đó mọi người đều đưa ra cái lập luận để mà thuyết phục cái đám đông rằng là Hoàng Thùy Linh đã đủ tuổi rồi, và cái đây là cổ đang là nạn nhân, mọi người hãy nhìn nhận lại cái hành động của họ đi. Nhưng mà thực tế là cái việc mình phân tích logic để mình thuyết phục đám đông là một cái điều vô cùng thiếu logic. Vì đám đông, mình phải hiểu được là cái đám đông đó họ đang bị ám thị bởi cái điều gì, và dựa vào cái việc mình hiểu được là họ đang ám thị, đang bị chịu ảnh hưởng bởi cái sự ám thị gì, mình mới chọn được cái sự ám thị mới để mà thay đổi, đối lập lại với cái hình ảnh ám thị trước, cái thông điệp ám thị trước, thì họa ra mới có thể đổi chiều được đám đông. Cho nên là những bạn nào mà đang học về cái chuyên ngành truyền thông á, thì rất nên đọc bộ đôi hai cái quyển này chung với nhau. Thì qua cái việc đọc cái quyển sách này, cái bộ đôi hai quyển này, thì các bạn sẽ học được rất là nhiều, rút ra được rất là nhiều những cái bài học về xử lý khủng hoảng. Và nếu nói về bài học á, thì trong quyển Vàng Anh Phượng Hoàng này, cái điều mà khiến cho Minh Châu rơi nước mắt và xúc động nhất đó chính là cách mà người cha và người mẹ đã che chở và nâng đứa con của mình dậy. Minh Châu thấy bố mẹ của Hoàng Thùy Linh cực kỳ dễ thương, có thể nói là rất là văn minh, rất là hiểu con, và quan trọng hơn hết đó là rất là bao dung với tuổi trẻ. Và thú thật là Minh Châu không nghĩ là hai bé có thể hành xử như vậy. Tuyệt vời. Chị cũng thấy như vậy, bởi vì là đối với lại các bậc phụ huynh thì ngoài cái áp lực từ dư luận ra thì còn có áp lực từ phía họ hàng, rồi bạn bè nữa. Nhưng mà hai bác rất là bình tĩnh, đối nội đối ngoại, để cho Hoàng Thùy Linh có được cái không gian riêng để suy ngẫm lại, cũng như là không từ bỏ cái việc học mà vẫn rất là cố gắng, rất là nỗ lực để chờ đợi cho cái ngày trở lại của mình. Cái ngày trở lại, tình nói là quân tử trả thù 10 năm hả? Thực ra cũng nghe trả thù thì nghe tiêu cực quá. Thực ra là Hoàng Thùy Linh đã giống như kiểu là cái vết thương của cô ấy phải cần đến 10 năm mới có thể lành lại được. Thì cái động tác mà là viết nên cái cuốn tự truyện này đối với Hoàng Thùy Linh, Minh Châu thấy giống như kiểu là nhìn lại một lần nữa trước khi quay đầu và bước tiếp. Giống như là khi mà mình
gọi là trước khi mình phóng đi á, thì mình cũng phải lùi lại một bước để lấy đà, đúng không? Thì giống như vậy á, thì Hoàng Tử Linh phải chấp nhận, phải nhìn vào nó. Thì cái việc mà nhìn lại một lần nữa, kể lại một lần nữa và đi băng qua tất cả những cái tổn thương mà mình đã đi qua đó, thì nó giúp cho Hoàng Thùy Linh thật sự là có thể tự quên được. Và khi mà cô đã tự quên được rồi á, thì ngoài kia cho dù có ai nhớ đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng được tới cô. Bởi vì là chỉ khi nào mà Hoàng Thùy Linh có thể đối diện được với cái chuyện đó thì mọi người mới có thể là bỏ qua được cái chuyện đó, không nói đến nó nữa, đúng không? Thực ra thì chị cảm thấy là cái thời điểm đó chỉ cần một cái gật đầu thôi, có lẽ là cuộc đời của Hoàng Tùy Linh nó sẽ trôi qua dễ dàng hơn, giống như bao kiều nữ khác, đúng không? Nhưng mà không, cô đã chọn, cô muốn sống ngẩng cao đầu. Cho nên là cô đã phải tự khổ luyện suốt 10 năm để có thể quay trở lại với công chúng mà được đón nhận rất là nhiệt tình như ngày hôm nay, với rất là nhiều những cái sự tiến bộ về giọng hát, về diễn xuất. Đó là những cái mà Hoàng Tùy Linh nói là giọng hát là cái đến sau cùng, đúng không? Là cái kỹ năng mà cô yếu nhất trong tất cả các kỹ năng của mình. Và cuối cùng là sau 10 năm trở lại, Hoàng Tùy Linh hát hay, nhảy đẹp, diễn xuất tốt, không có gì đáng để chê được luôn á. Thực ra thì không ai có thể đi qua tất cả mọi thứ một mình được, đặc biệt là những người phụ nữ mà đã trải qua những biến cố lớn như vậy. Thì khi mà gặp được ai đó không màng đến cái quá khứ, không màng đến những cái gì đám đông đang nói về mình, thì sẽ cái người phụ nữ sẽ rất dễ gọi là ngã vào cái vòng tay đó, và sẽ cho phép cái người đó quản lý cái cuộc đời mình và quyết định thay cho mình. Bởi vì anh đã chấp nhận những gì mà em đã trải qua, thế thì em sẽ làm theo tất cả những gì mà anh mong muốn. Thì Hoàng Thị Linh đã từng nghĩ đến việc là mình sẽ dựa vào một người đàn ông nào đó và chấp nhận những cái mà anh ta yêu cầu, có chứ không phải không có. Nhưng mà rồi sao? Thế thì cuối cùng sau tất cả thì chúng ta nhận thấy là cái người đó thật ra là không chấp nhận con người của bạn đâu, mà là người ta chỉ chấp nhận những cái bề mặt, những thứ đã xảy ra. Nhưng người ta có chấp nhận con người của bạn hay không, người ta có để cho bạn được là chính bạn hay không, thì Hoàng Thùy Linh đã tìm thấy câu trả lời ở trong cái hành trình đó. Và sau khi đã nghiệm ra được tất cả những điều đó thì Hoàng Thùy Linh mới thật sự trở lại. Tức là kể cả sau khi cuốn sách này được phát hành rồi thì Hoàng Thùy Linh mất một thời gian nữa để tìm lại được cái sự bình ổn trong cái suy nghĩ và nhận thức về bản thân của mình. Và cuối cùng thì bây giờ cô ấy thật sự đứng ở trên đôi chân của mình. Thì chúng ta đã nhìn thấy cái sự thành công lớn đến như thế nào, thì nó đến từ một cái quá trình vươn lên, và nó đến từ cái việc là cô đã dám đối diện, chấp nhận chính bản thân mình. Chị đọc quyển này thì chị cảm thấy là bản thân của Hoàng Thùy Linh có được một cái nền tảng giáo dục rất là tốt từ phía gia đình, từ trường học cũng như là từ bản thân của Hoàng Thùy Linh. Vì Hoàng Thùy Linh không những là học rất là giỏi ha, còn đọc rất là nhiều sách, và chính những cái cuốn sách đó nó là một trong những cái điều đã tạo nên cái tôi của Hoàng Thùy Linh. Và trong cái quyển mà Tâm Học Đám Đông này thì nó cũng có nhắc đến một cái yếu tố là nếu như mà cái việc giáo dục mà nó chú trọng vào cái chuyện là nhồi nhét kiến thức thay vì rèn luyện cái phẩm chất cho cái người học, thì nó sẽ dễ dàng khiến cho người ta bị sốc khi mà bước từ trường học ra trường đời. Cái điều thú vị của cái lý thuyết này ở chỗ là mình nghe mình thấy nó không có liên quan gì đến Tâm Lý Học Đám Đông hết, nhưng mà ông tác giả này ông bảo là cái việc mà đám đông nó sẽ ngày càng tốt hơn lên hay là bị biến chất, nó nằm ở cái việc giáo dục đào tạo của cái quốc gia. Thì cháu nghĩ như thế nào về cái chuyện này? Đối với em thì cái chuyện giáo dục thì nó đến từ gia đình là quan trọng nhất. Nhưng mà khi mà một quốc gia mà họ xác định cái việc giáo dục là một cái trọng tâm để mà phát triển, ví dụ giống như Nhật Bản đi, họ đã có một cái thời kỳ họ trở thành một điều thần kỳ của Đông Á. Lý do là bởi vì họ có một cái chính sách khuyến học mà rất là rõ ràng, mà áp dụng trên khắp cả nước, áp dụng một cách triệt để. Và từ đó về sau thì sau cái sự thảm bại ở trong chiến tranh thế giới, thì sau đó thì họ đã phục hồi rất là nhanh, và họ đã có những cái bước nhảy vọt thần kỳ ở trong vực kinh tế và trong cái vấn đề xã hội. Như đó rõ ràng là bởi vì họ đã đặt giáo dục lên hàng đầu. Em có đọc một cuốn sách tên là Khuyến Học rất hay, lần tới chị đọc chưa? Chị đọc cuốn đó từ cái hồi chị học đại học á.
chị giờ chị không nhớ nó ra gì rồi. Yeah. Em cũng không nhớ rõ nữa, nhưng mà cái là em chỉ nhớ là khi mà em đọc xong cuốn đó thì em đã hiểu là vì sao mà người Nhật người ta lại thành công như cái thời điểm đó. Là chị đọc cuốn khuyến học xong chị đọc cuốn Toyota, cảm thấy rất là ấn tượng vì những cái tinh thần của người Nhật ở trong đó. Cái thời điểm này khi mà chị đọc cái quyển này á, thì chị cảm thấy thật là may, bởi vì là cái quyển này nó viết cách đây 2 thế kỷ. Bởi vì thời điểm hiện tại thì cái việc giáo dục nó không còn là phụ thuộc vào giáo dục quốc gia nữa, mà nó thế giới nó đã phẳng hơn rất nhiều rồi. Cho nên mình ngồi đây mình có thể học online, và có rất là nhiều cái điều kiện để mình có thể đối chiếu những cái nguồn kiến thức mà mình tiếp nhận được với nhau. Từ đó mình hình thành nên được cái hệ tư duy của riêng mình. Và mình nhờ có cái điều đó mà cái sự học nó không còn bị bó hẹp nữa. Và cái cơ hội học tập nó cũng nhiều hơn, cũng như là cái việc mà mình có bị đám đông chi phối hay không á, là nó nằm ở chính cái bản thân mình, ở chính cái sự hiểu biết của mình. Chứ không còn là cái chuyện là mình bị gò trong một cái khuôn như vậy và mình phải chấp nhận điều đó. Bây giờ mình hoàn toàn có thể bung khung ra, bung hay không là ở mình thôi. Đúng như chị nói ấy, là bây giờ là cái chuyện học là một cái chuyện không có giới hạn không gian, thời gian, biên giới, không có một cái gì hết. Kể cả ngôn ngữ nữa cũng không phải là một cái rào cản. Chúng ta hoàn toàn có thể quyết định mình sẽ trở thành ai, mình sẽ học tập như thế nào, mình mang những cái kiến thức, những cái hệ giá trị gì. Giống như Hoàng Thùy Linh ấy, thực ra ngay từ ban đầu ấy, không phải là cô không bị đám đông làm ảnh hưởng. Rõ ràng là cô đã tin rằng đám đông đúng, cô đã tin rằng mình là một người hư hỏng, mình là một người rất là tệ, cô đã tin rằng cuộc đời cô đến đây là hết rồi. Người ta còn gửi tin hoa tang đến nhà cho cô mà. Nên là cô đã tin rằng cuộc đời mình nó chính là như vậy, nó sẽ kết thúc như vậy. Nhưng mà bố mẹ cô không tin như thế. Những người thân yêu của cô họ không tin như thế, những người khán giả của cô họ không tin như thế. Và dần dần hình thành một cái đám đông nho nhỏ để cho Hoàng Thùy Linh những cái nhìn, những cái niềm tin rất là tích cực. Và cuối cùng thì Hoàng Thùy Linh đã chọn tiếp tục đứng lên. Trong này có một cái có những cái đoạn mà kể về cái giai đoạn trượt dài của Hoàng Thùy Linh, nó nghe cũng rất là thương. Có những đoạn là giáp mí rồi, suýt một chút nữa thôi là sẽ không bao giờ có thể quay lại trở lại được nữa, nhưng mà cô đã dừng lại được. Và thế thì mình có thể lựa chọn, đúng không ạ? Mình có thể chọn đám đông, có thể là vẫn theo đám đông đó, nhưng mà có đám đông xấu và đám đông tốt, chứ đâu phải lúc nào cũng là xấu. Đúng rồi. Thực ra là cái việc mà mình hoàn toàn có quyền lựa chọn tham gia vào cái đám đông nào. Có điều là để mình có thể chọn được một cái đám đông tốt để mà mình tham dự vào, nó đòi hỏi cái nền tảng kiến thức của mình nữa. Tác giả có hướng dẫn không? Trong này á, để chị nhớ xem, trong này thực ra là tác giả cũng có nói là có đám đông tốt và có đám đông xấu. Chứ không hoàn toàn là tâm lý đám đông là tâm lý của những người đi theo những cái hệ tư tưởng xấu. Nếu như cái xã hội đó tốt thì cái đám đông nó sẽ tốt. Không, bởi vì trong một cái xã hội nó sẽ có nhiều đám đông. Mỗi đám đông nó sẽ có mỗi một kiểu và mỗi một cái sự ám thị. Mỗi một cái đám đông nó ở một cái phân khúc khác nhau. Đúng rồi đó. Và cái việc mình tham gia đám đông như thế nào nó phụ thuộc vào cái việc là mình tin vào cái điều gì. Và cái điều đó thì nó sẽ đến từ cái nền tảng kiến thức của mình. Và khi mà mình có cái nền tảng kiến thức đủ tốt thì mình sẽ hiểu được là mình đang ở đâu giữa đám đông. Và đám đông nào là một đám đông đáng để mình tham gia. Hiện nay thì trên mạng xã hội mình có rất là nhiều những cái rất thú vị mà, đúng không? Đúng rồi, như đúng là rồi. Bên Châu cũng có cái Phục Hưng Books, The Storyteller, đúng không? Rất là thú vị luôn á. Đúng rồi. Nếu mà các bạn có dịp thì hãy ghé thăm trang của Phục Hưng. Dạ, cảm ơn chị Linh. Nhân chị Linh nhắc thì em mới thấy thật ra là từ đầu mình có thể định hình tính cách của một đám đông bằng cách là lựa chọn lọc tự nhiên những cái người mà có cùng cái hệ giá trị với cái nhóm mà mình tạo ra đó, để càng ngày cái nhóm nó càng nở rộng ra, và những cái người có cùng một cái hệ năng lượng sẽ được thu hút vào với nhau. Tức là mình hoàn toàn có quyền chọn cái nơi mà mình muốn tham gia vào. Thật sự đó mà nói ấy, nếu như mà mình không có nắm được cái giá trị của bản thân mình không biết giữ cái giá trị của bản thân mình á, thì mình rất là dễ bị một đám đông cuốn vào và từ đó mình biến chất. Nhưng mà nếu như mình đã hiểu là mình muốn như thế nào thì mình không những không bị biến chất mà mình còn có thể cảm hóa được những cái người xung quanh đi theo mình nữa, từ cái nguồn năng lượng của mình, từ cái tư tưởng của mình nó toát ra. Bởi vì cái mà chị thấy, cái điều mà chị cảm thấy thú vị nhất đó là cái mà đám đông họ tiếp nhận á, nó không phải là cái tư duy logic, cái lập luận logic, mà nó chính là cái năng lượng toát ra từ cái thông điệp đó.
Đó là cái điều mà chị cực kỳ ấn tượng đối với cái quyển sách này. Chính xác. Vậy thì nếu như mà mình muốn trở thành một người nào đó, mình đã xác định được mình muốn trở thành ai, mình muốn như thế nào, thì mình sẽ tự động mình sẽ khẳng định đó, và mình sẽ lôi kéo được những cái người cùng cái hệ giá trị đó đến với mình để tạo thành một cái đám đông của mình, hoặc ít nhất mình cũng sẽ tìm được đúng cái đám đông mà mình phù hợp với mình. Bởi vì thực ra không có ai sống một mình được cả, chúng ta vẫn cần phải có những cái sự tương hỗ của cộng đồng, của xã hội ở ngoài kia. Quan trọng là chúng ta định hình định vị nó như thế nào thôi. Thì không biết là hôm nay là Châu tới có mang được quà gì không? có chứ. Thật ra là rất là biết ơn chị Linh. Châu với chị Linh thì chơi với nhau lâu lắm rồi. Chắc là phải cũng gần chục năm thiệt sự. Nhưng mà đến ngày hôm nay mới lần đầu tiên ngồi với nhau. Châu cũng đã theo dõi rất là nhiều video của chị Linh. Cảm thấy là đây là một người mà có một cái năng lượng rất là tốt. Tốt ở chỗ là chị nói những cái lời thật thà, nói những cái lời mà mình nghĩ, chứ không phải là cố gắng để nói cho vừa lòng mọi người. Đó là một cái điều rất là đáng quý. Đối với Châu là rất là đáng quý. Và Châu cũng muốn tìm kiếm những đám đông như vậy, nơi mọi người không có vì một cái giá trị nào đó, không chạy theo một cái giá trị nào đó mà lãng quên bản thân mình, hay là nói ra những cái điều mà mình không thực sự nghĩ. Cho nên là Châu cực kỳ yêu thích chị Linh luôn nha. Và những ai mà xem bút thức của chị Linh thì Châu mặc định là cùng một cái đám đông với chị Linh cùng một cái tâm lý học đám đông với chị Linh. Cho nên là hôm nay Châu sẽ dành tặng một quyển sách Vàng Anh và Phượng Hoàng, tự truyện Hoàng Thùy Linh, cho một độc giả của chị Linh. Điều kiện để nhận quà thì chị Linh quyết định. Ok, chị cảm ơn em. Ok, chị sẽ nhận trước ha. Còn bạn nào may mắn thì chị sẽ thông báo sau, sẽ gửi tặng lại cho bạn sau. Và cũng rất mong là, rất là hy vọng là các bạn cũng sẽ thích cái quyển sách này, bởi vì những cái giá trị tích cực mà câu chuyện mang đến cho những cái người đọc như chúng ta. Bởi vì trong chúng ta ai cũng có thể là một phần, sẽ có thể là một nạn nhân giống như là Hoàng Thùy Linh, tức là trở thành một nạn nhân của đám đông đó. Và mình đọc cái câu chuyện này để mình có thể tha thứ được cho đám đông. Cũng như là nên đọc chung với quyển này nữa, để có thể hiểu được là tại sao đám đông họ như vậy. Và từ đó mình có được mình có được đủ cái sự tinh ý để mình có thể ngược chiều một cách hợp lý. Chính xác. Nếu như mình bỗng dưng trở thành nạn nhân của đám đông chẳng hạn đi, thì mình cũng biết cách vượt qua, mình cũng hiểu được cái đám đông đó không thể quyết định được cuộc đời của mình. Mình không thể nào để cho cái đám đông nó quyết định cái cuộc đời của mình. Và trong trường hợp mình trở thành một người trong cái đám đông đó, mình hãy dừng lại trước khi mình giang cái tay và ném hòn đá về phía một người nào đó. Mình hy vọng là từ góc độ nào đi chăng nữa thì các bạn cũng sẽ cảm thấy là cái bộ đôi hai quyển sách này cho các bạn một cái nhìn bao dung, thấu suốt hơn, để chúng ta không bao giờ phải hối hận vì những cái lời mình nói, những việc mình làm. Cũng giống như là ta thấy là có rất nhiều nghệ sĩ họ đã ra đi chỉ vì không thể chịu nổi cái áp lực từ phía đám đông. Chúng ta đừng đẩy bất cứ một ai về đường cùng hết, bởi vì rất có thể một ngày nào đó ta sẽ chính là trở thành nạn nhân đó. Nói chung là làm sao đừng có, rất là hy vọng mọi người trong chúng ta sẽ không ai vô tình trở thành một phần của đám đông ác ý hết. Và càng không trở thành nạn nhân. Đúng rồi. Và cái chương trình tặng sách ngày hôm nay thì sẽ là một bộ đôi nha các bạn. Một quyển, bên cạnh cái quyển Phan Anh và Phượng Hoàng, từ truyện của Hoàng Thùy Linh đến từ Phục Hưng Book, thì sẽ có tâm lý học đám đông của Omega Cộng, sẽ dành tặng cho bạn nào trả lời một trong trả lời hai câu hỏi sau ha. Thứ nhất là mình đã đề xuất với các bạn là những bạn quan tâm đến chuyên ngành nào thì nên đọc bộ đôi này. Và câu thứ hai là điều gì trong video này bạn cảm thấy thú vị. Và bạn nào có câu trả lời mà mình thích thì mình sẽ tặng bộ đôi này cho các bạn. Mình thích là mình có quyền thôi. Đúng, mình thích là mình tặng thôi. Bạn cũng có thể chia sẻ là bạn đang đọc quyển sách gì. Và chúng mình sẽ còn gặp lại. Hẹn nhé. Tạm biệt đi cháu. Cảm ơn chị, bye bye mọi người. Em không có búng tay được.